Chào mọi người nha. Bữa nay review tổng thể Hướng Dương và Mãng Đình Hồng trong cùng một clip cho mọi người xem nha. Nhớ, mọi người nhớ xem hết cái clip này thì mọi người sẽ thấy rất là đẹp nha. Thì đầu tiên clip đó, đầu clip thì mình sẽ quay cho mọi người xem cái vẻ đẹp của hoa hướng dương ở quê mình. Cái giống hướng dương này được trồng trong cái chậu nhỏ nha mọi người, trong chậu nhỏ. Bởi vì cái trồng chậu nhỏ thì cái sức của nó không có nhiều. Cho nên là cái cây nó cũng bớt xâm xê lại. Chỉ là review hoa cho mọi người xem thôi. Thì hoa. Bây giờ mình trước tiên sau này tí nữa mình sẽ qua cái đống kia mình review Mãng Đình Hồng cho mọi người xem ở cái góc bên này nha. Màu hồng hồng của mọi người. Bây giờ mình vô mình review cho mọi người xem cái hướng dương ở cái đống bên này. Mọi người nhớ theo chân mình đi xem bông xem hoa nha. Bây giờ là giáp Tết rồi, chủ yếu là đi xem bông xem hoa thôi. Chứ còn về cái tốc độ phát triển đồ này kia thật sự là hết rồi. Và mình cũng xin thưa là năm nay hướng dương ở quê mình có thể nói là nó cũng hơi sớm. Hơi sớm nha mọi người, chứ không phải. So với mặt bằng chung thì là hơi sớm đó. Có những cái cây hướng dương nó cao có thể nói là 2m2. 2m2 nha. Ở bên kia mọi người thấy Mãng Đình Hồng đẹp quá không? Để tí nữa mình sẽ qua tận nơi mình quay cho mọi người xem. Còn bây giờ đưa mọi người vô xem cái đám hướng dương này. Đám hướng dương này tuyệt vời lắm nha. Ở đây là người ta họ đem mấy cái chậu Mãng Đình Hồng nè để mang vô Sài Gòn đó mọi người, cho mấy anh chị ở Sài Gòn mà kiểu có gốc cát ở Quảng Ngãi, họ về quê họ mua vài chậu họ mang vô họ chơi đẹp đó. Đây là hướng dương nha, hướng dương ở cái này thì cao lắm. Đây mình đi vô ở đây cho mọi người xem nè. Nó cao tầm khoảng cỡ 2m2 nha mọi người, 2m2. Đi giữa hai hàng hướng dương. Mọi người xem là cái tay của cái hoa hướng dương này nó thò ra tới đây luôn nè. Thấy chưa? Mọi người xem ở cái phần ở dưới gốc đó nha. Nè, hướng dương ở quê mình đó là nói chung là ngày xưa cũng mua cái giống của các công ty thôi. Nhưng mà sau khi mà trồng ở quê mình thì chọn lọc ra được cái giống mà nó kiểu như là nó ưu việt hơn. Cũng là một giống thôi, nhưng mà chọn ra những cái cây mà nó ưu việt hơn thì để giống lại. Và sau nhiều năm thì nó sẽ được như thế này. Trời, anh em thấy đẹp cứ không? Quay trên cao cho anh em xem.
cái loại hướng dương 90 ngày nha mọi người, cái bông cái á, cái bông cái của nó nhỏ thôi. Còn cái loại hướng dương mà 120 ngày, cái bông cái của nó bằng cái rổ á. Nếu mà cái lực phân nó tốt á, bông to lắm. Hái một bông coi như nặng tới mấy ký á. Đó là đối với cái loại 120 ngày. Còn 90 ngày thì mọi người thấy cái bông cái của nó nè. Thấy vậy chứ nó không có được to lắm. Mọi người thấy không? Bông cái nó cũng không được to lắm. Nói chung mà mọi người xem nè, cái dàn bông nó phóng ra rất là dài, cho nên mọi người thấy nó bông là nó bông từ gốc mà lên tới ngọn nha, từ gốc lên tới ngọn luôn. Mình sẽ đưa mọi người qua xem cái đấm mãn đình hồng của ông cụ nha. Cái đây là của ông cụ nè. Ông cụ thì lâu nay ông bị bệnh rồi, sự cố bất ngờ làm ông bị bệnh, cho nên là giờ con của ông cụ tưới. Còn ví dụ như chăm sóc thì công thức thì ông cụ ông sẽ nói lại. Bữa nay là 23 Tết mà mọi người thấy mãn đình hồng bữa nay là nó đẹp đúng không? Chậu này là coi như trẻ nha mọi người, trẻ nè. Bao giờ chở đi anh? Mai cho lên hả? Dạ. Bây giờ mình sẽ đưa mọi người ra cái đám mãn đình hồng sau lưng cái đám hướng dương này. Mình sẽ đưa mọi người ra cái đám mãn đình hồng đó, mọi người xem hoa nở đẹp lắm mọi người. Mọi người, đây là những cái chậu hoa mãn đình hồng. Mọi người, cái hoa đây nó sắp rụng rồi nè. Mọi người thấy nó to đúng không? Rất là to. Đây, mọi người ơi, giờ chúng ta sẽ đi tham quan cái đấm mãn đình hồng nở sớm. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn. Ở Quảng Ngãi mình trồng hoa nhiều lắm nha mọi người. Trời, tổ lắm. Chỗ này là thương lái người ta tới người ta mua. Bởi vậy mọi người thấy là nó còn trống, trống rỗng.
Bên kia là hướng dương nha mọi người. Đó, bên đó hướng dương. Bên đây thì mảng Định Hồng đẹp lung linh. Mọi người xem kênh mình mà chưa có đăng ký, nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Đăng ký giúp mình để mình có động lực mình đi đi quay. Bỏ tiền xăng ra đi này đi kia quay cũng cực khổ lắm nha mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh. Lượt xem thì rất là nhiều mà đăng ký thì không bao nhiêu hết mọi người. Giờ cũng kết thúc video nha mọi người. Chào tạm biệt hết nha.